Người dân ngõ 125 Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội luôn trong tình trạng lo lắng vật liệu rơi vào nhà. Do tòa nhà The Golden Palm được xây dựng quá sát nhà dân, đã không ít lần những bao xi măng, thanh sắt, viên gạch đã rơi tự do từ tầng 20 đến tầng 25 xuống đường cũng như rơi trực tiếp vào nhà họ. Lương thực thực phẩm của rất nhiều hộ gia đình đã bị cuốn trôi, hoa màu đã bị vùi lấp. Việc bố trí quỹ đất ở cũng là một bài toán khó. Chính quyền địa phương và người dân vùng lũ Sơn La đang vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất để ổn định cuộc sống. Việc khôi phục sản xuất cần thời gian và công sức rất lớn. Trên tất cả các giấy tờ, bản đồ đo đạc của khu dân cư thì con rạch Bà Hiện thuộc phường Phú Hữu, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh vẫn tồn tại. Nhưng thực tế, con rạch này đang nằm dưới chân của hàng chục căn biệt thự sang trọng. Người dân lo lắng cho tình trạng này bởi thành phố Hồ Chí Minh rất dễ bị ngập nặng do mưa lớn hay chiều cường. Ô nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp, làng nghề sản xuất đang ở mức báo động thì có một nghịch lý là nhiều trạm xử lý nước thải đã được xây dựng lại bị bỏ hoang. Một vụ tai nạn lao động khiến 4 người bị thương tại công trình xây dựng siêu thị Copmark Tân Thành, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu lúc 20:30 tối qua đã khiến 4 người bị thương. Chi tiết sẽ có trong bản tin trưa lúc 11:30 và bản tin địa ốc trên kênh truyền hình VTC1 và VTC1 HD.